kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, hôm nay anh em mình tiếp tục trận vòng chung kết không ta? Vòng này vòng chung kết đâu. À, tranh huy chương đồng và huy chương vàng nha các bạn ơi. Có vàng với bạc nha. Nãy. Có huy chương đồng với chương bạc đây. Hôm nay thì có trận chiến, hai trận chiến. Đầu tiên là Toàn Đen và Vũ Sĩ Solo bánh canh giò heo các bạn ơi, vừa nhiều và vừa nước là hai anh đây là đấu thủ ngang đáng gồm này, hai đây căng tài căng sức nha. Và trận tiếp theo là trận tranh siêu cúp hạng bếp nha các bạn ơi, mỗi bên 10 trái bếp chia ra, anh em là ăn nhanh hơn người để thắng. Và anh Hải với trọng vào nhưng mà ấy là sao hôm ngủ thấy chị bao em mơ cho anh mượn điều không thôi mà anh nói lá mày của nè hay là mơ thấy rõ ràng hôm nay thì phần thưởng ai là giành chiến thắng thì được 500k nha các bạn ơi. Rồi bây giờ anh em mình triển khai sớm với món này nó nóng nha các bạn ơi. Mà anh em đã cân cái đây là độ 2kg mấy Toàn ơi? Không có toán 2kg 8 nha các bạn ơi. Thì tính ra cũng tầm 2kg 6, 2kg 7 gì á. Rồi đây giò heo này. Mời anh em ơi, chiến luôn cho nó nóng nha. Vô đi. 1, 2, 3, chiến luôn. Mời anh em nha. Lâu lắm rồi anh em mới lại làm lại cái món này. Có khi là người ta bán bánh canh gì hay người ta bán nguyên cái giò vậy ông Trần? Có chứ. Các bạn thấy không? Bán cái tô bánh canh vậy tính bao nhiêu tiền? Chi ra viện chi anh biết chứ, tạm giá phải được kê 4 kê 300.000 tô. Nếu giò nhỏ vậy 300.000 tô. Lâu lắm rồi Toàn với Vũ mới solo lại một trận nha bạn ơi. Đây cái giò xe nha các bạn. Anh em bình luận xem ai là người chiến thắng đi các bạn. Dạ giò heo cũng có gần rồi Vũ ơi cho. Tấp lửa. Dạ. Nhìn tốt quá. Hai bên nào cũng đã ăn giò heo trước, ăn bánh canh sao? Ăn khó trước. Bánh canh nữa sao mày trước bánh canh Vũ? Không cần dở ruốc nhiều hơn. Thật to bấm nước không? Bấm nước. Nước để giảm nó nở bọt rồi. Hai Vũ ơi, heo luôn. Tắt đổ. Cố lên. Em nghĩ ai sẽ thắng trận này? Chắc mập. Cái này 50-50 nhưng mà tốc độ nhanh thằng Vũ nó phải chín trước. Nhưng mà qua trận Vũ nó ăn hết không? Anh Hải nghĩ ai thắng anh Hải? Chắc Vũ á. Em nghĩ hơi nghiêng là Vũ trước. Ai Vũ đây nhanh. Nhưng mà chưa nha, còn bánh canh nữa. Đây cửa xe 4 rồi. 50-50. Vũ nhanh hơn rồi. Vũ ăn cực thì trước mà. Đây là vô xe của ông Ngọc. Vậy? Nghĩa đây Ngọc. Thịt ra đâu. Nó cứng nha. Ồ, nhanh ghê không? Vũ luôn cái vô mới rồi thấy đâu. Cố lên Toàn ơi. Toàn quan trọng cái độ chứa. Quan trọng độ chứa đúng rồi, quan trọng độ chứa, Toàn độ chứa được mà quan trọng nhiều lắm. Trước được không mày nha. Hết được không chứ? Nào. Mấy cô đang dưa vô. Thấy Toàn ăn thèm quá. Rồi con lấy một phút nữa xem cái vô bên kia này thả. Quá nhanh nè. Đây bữa qua hiện thấy không? Tôi với Vũ bèn cái con gà thấy không? Chớp nè, nhanh như chớp nè. Cái bánh canh sẽ nó nở. Còn bánh canh nữa này, vừa qua cái dòng ăn nhanh rồi, còn bánh canh là chứa nha các bạn ơi. Mình chứa mình sẽ canh cân bằng mà. Thôi Toàn chuyển sang bánh canh. Giữ bánh canh. Hôm nay món này không có độ cay nha các bạn. Cái
Anh em thấy tốc độ ăn nhanh của Vũ không? Còn vẫn còn bao nhiêu đây? Không, cứ giờ quất toàn quất con canh trước đi, còn vô để chặt mình chậm về sao cũng được. Vì 50 ra được. Giờ có được bánh canh mới ấn rồi. Gì đây? Bốn phút trôi qua các bạn ơi. Cố lên. Nhanh đó. 4 phút trôi qua rồi. Quá nhanh rồi Vũ ơi. Vũ chỉ cần ngoáy dài đũa là hết luôn. No à? No rồi. Bắt đầu tới sức chịu đựng để chứa nha các bạn. Tốc độ nhanh thì Vũ cố đâu á. Đầu chứa nè. Đầu anh em mình là chuyển lên buổi trưa đầu làng này. Hôm nay có một anh đi làm dưa giám khảo ấy, hỏi thử khán giả đây. Anh dự đoán ai sẽ là người chiến thắng trận chiến ngày hôm nay, ai ăn nhanh hơn? Thấy là chắc thằng Vũ là gần hết rồi. Vũ hết phải không? Vẫn thấy mấy cái video trước là toàn ăn ngon nhưng mà không biết là bữa nay có đạt nữa không. Chắc chắn là Vũ à. Quá nhanh. Quá cầm gì Vũ chứa được nữa không nè. Thấy ăn đâu có hai mấy cục thịt mỡ mà ớn mà nấu mà. Wow, bên kia còn nước không? Quá nhanh rồi Vũ ơi, tăng tốc đi Vũ ơi. Cố gắng Tùng ơi. Vũ nó đi club nhanh lắm. Rồi, một da nó dứt điện Vũ ơi. Thấy cá luôn hả? Da nó dứt điện cay rồi. Cực nhanh. 6 phút trôi qua. Vũ hình như bên đây là cái đai vàng hình như là 80% bán ngang. Cái bước bụi tri của tôi mà sao nè Vũ có tốc độ vậy. Chứ anh bên đây anh thi 34 chính đâu thi nhất nhì đâu. Anh là không có huy chương vàng rồi đấy. Chữ đồng à. Qua lên. Đó, một da nữa dứt điểm. Đừng có hù vừa họ. Hết cái đó, còn nước. Còn hai mấy ông nhỏ. Thấy rồi mờ cái đấy gặm xíu nữa máy. Hai thí sinh đang tập trung rất cao nha. Chờ ăn xong mình mới review được anh em no như thế nào. Trọng và anh Hải chuẩn bị khởi động đây là vừa. Đường đỉnh OER là cái gì trước không? Về đích. Nói chung là bữa nay thi hơi chuyên vàng hay chuyên bạc là hơi bị nặng ký hơn. Còn bên tôi thì thi chuyên đồng nhẹ, bắp mấy cái bắp. Bên nể độ nhanh của Vũ đó nha. Toàn không thể nào giảm nhanh được. Vũ đã vượt chướng ngại vật rồi các bạn ơi. Đi chú ba. Rồi, nghỉ mệt. Chờ Toàn. Chờ Toàn về đích luôn. Ổn chưa? Được rồi. Nhưng mà đều hơi chậm thôi. Chứ nó vô ơi, vừa đến luôn em ơi. Đừng để hấp. Ớt nhiều quá hấp. Thay cho đỡ ngán.
hết nước rồi, cái này nữa vừa khó gạm không? Nếu mà chặt cục ra dễ gạm hơn, nên để nguyên cái khó chặt dài. Rồi, gà hết rồi Dũng ơi. Xíu nữa. À, đây á. Đây luôn. Nghỉ một hơi nữa. Phải nghỉ à, chưa hết được đâu. Chút giờ. Nó nộp chút hơi. Nghỉ mà. Máy hấp nữa hết nước. Từ từ giấu, từ từ giấu dưỡng sức. Toàn chưa kịp được đâu. Còn còn cái giò nữa. Cái giò mới lâu. Giò lâu. Ờ. Ờ gốm trời. Tiếp nước rồi chú ơi. Toàn ăn ở nhà. Chả nước miếng đỡ cho chả nước. Bình tĩnh dấu, bình tĩnh em. Từ từ. Nhìn nó thủ anh Vũ, nhìn nó thủ còn rất nhiều em, bình tĩnh. Cô rồi con lấy cái tay bùm lại nhân Vũ. Cái miệng lại. Anh lấy vừa cây ấy heo anh đâu có cây mà cá đấy vừa ăn nhớ cây đâu cây đâu mà cái dấu này kìa được heo bay đây nhé quá ghê đủ hết chưa. Toàn cũng bao lại còn cái vô không, còn ít nữa, ít thịt nữa thôi. Ủ tay không? Ít thịt với xíu bánh canh nè. Không kịp. Không kịp không? Toàn không thấy không kịp được. Giò vô ăn hết chưa, kiểm tra lại em. Còn một cái mấy ông giữ ở đây. Coi chỗ này là dấu dấu. Còn chút sầm bằng. Ở đây cứng quá dài quá bổ qua đi. Dừng cuộc chơi nha Toàn. Dừng. Không kịp. Không kịp. Đúng không rồi. Kịp đâu. Dừng cuộc chơi các bạn ơi. Tốc độ ăn nhanh quá. Thì riêng tốc độ nhanh thì Vũ ăn rất nhanh nha các bạn ơi. Ok, anh em cho chàng pháo tay ủng hộ Vũ đi. Vũ lấy lại phần độ rồi. Đùa cái tốc độ con hàng ông nữa quá. Con hàng bự quá. Sao em? Cảm giác như thế nào? Dạ, no. No thật sự luôn phải không? Vũ sáng nói tôi kêu bao ngày chưa ăn cơm. Chặn lấy với chặn con gà cũng qua cái nào nhiều hơn? Cái này. Cái nhiều. Hơn. Còn cảm giác xem. Hử? Sao? Cảm giác sao? Không no mà ăn không kịp nhanh không kịp được không? Không no. Tốc độ gặm xương nó toàn yếu lắm. Tập thêm dài quá nữa. Gặm vô cái mất hết khúc, gặm vô cái mất hết khúc. Bây giờ tới trận tiếp theo nha, tranh huy chương bạc nha các bạn ơi. Anh Hải và Trọng. Trong đây thì có 20 cây trái bắp đây. Anh em ăn thì anh em bóc cái nào bóc đúng không? Đúng rồi. Tùy ai nhiều cùi hơn thắng. Ok chưa? Rồi. Chuẩn bị. 1 2 3 9. Rồi, bữa nay nha. Nè tốc độ ấy, nhanh đấy. Chết trọng mập, chết trọng lòng. Rồi giờ đó chết cả tay rồi. Ăn phải sạch nha. Ăn không sạch là lụm lên là mất công đó nha. Ăn cảm giác ăn không sạch thì bỏ một rổ xíu ăn lại. Rồi giờ đó cũng quá. Rồi giờ đó chết cả tay chứ quá. Đúng rồi chú Hải ơi. Đừng cần giò cần ca. Đúng rồi, ấy bài. Xin luôn. Ăn mới sạch nghe anh ơi. Lỡ nó sạch mình lụm lại chứ sao. Bỏ đi cái rổ đó. Không chứ gẹm lại không được á. Rổ của đất rồi chúng tôi gẹm lại. Có cái hộ thua chết luôn. Gà gà tơ này có bác ăn chưa chuyên nghiệp bằng gà già các bạn ơi. Ủa quá. Rồi hay vậy lửa. Lửa đấy nhỏ. Ừ, chiêu chứ. Ăn trước có quyền lửa chứ. Ăn đây thì khỏi nói luôn nha các bạn, khỏi nói chuyện được luôn. Chú Hải đứng mất rồi. Đúng rồi. Anh Hải, bộ răng anh Hải thì chỉ bị hai bên yếu thôi, còn chính giữa vẫn còn mạnh nha các bạn. Đẹo nút trọng được mà. Cú này nhanh đấy. Ừ. Ngay luôn, cùi luôn. Ai hết 10 trái trước thắng. Góc tri huyền thoại của anh Hải ngang.
Ông ăn hết 10 trái rồi cái ông đốt luôn trái nữa, 11 trái là chú Hải thua. Chú Hải đâu có 10 trái đâu. Rồi rồi rồi, anh đứng rồi. Anh chú Hải đứng rồi. Nhà không nấu, nhà không được. Quá nhanh, quá nhanh. Đấm đấm đấm. Giờ chú, bây giờ chú có một cách là thét không kẹo là bỏ vô mà chú kẹo kẹo sao mà chú lời ra cái cùi đó. Ây, mẹ tuốt á. Ây. Trận chiến thì ăn bếp đây cả hai đều đồng ý nha các bạn ơi. Anh Hải và Trọng đều thích ăn bếp cho nên là chơi luôn. Vũ, mỗi người chậm được 5 cái rồi. Anh Hải, chưa hết cái thứ 5. Sao chưa? Cái này mới cái thứ 5 nè. Chưa lắm rồi. Có 2 loại bếp lận các bạn ơi. Đây. Mỹ hết chứ. Nó lai có loại Mỹ, loại Pháp nè. Lửa đây. Hồi nãy quên lấy một trái bếp thiệt già nấu vô đây nữa. Anh nào lửa trúng trái bếp già nữa đâu á. Ngoái hàm lắm. 3 phút trôi qua các bạn ơi. Tốt, Trọng ăn rất là đều nha các bạn. Tiếp tục một trái. Anh Hải nào, cố lên anh Hải ơi. Gừng càng già càng cay đâu. Hôm nay cũng là một cơ hội để Trọng giành được một cái cúp à. Đại học bếp em. Kỷ niệm chưa cho Trọng một cái nè các bạn ơi. Anh em like ủng hộ cho Trọng thắng một bữa đi các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên anh em ơi, còn 2, 4, 5 trái. Đừng có bóc lên như bầu rớt, mấy trái kia xuống đất là xong luôn nha. Trầm đang nhỉnh hơn một xíu đó Trầm ơi, cố lên Trầm ơi. Quá đen tạo. Đừng có nói, đừng có nói anh Hai, tập trung lên Hai ơi. Còn 4 cái đấy, ông nào ăn trước 2 cái tháng đấy. Vẫn đang đều không Vũ. 2, 4, 6, 7. Trọng chúng mình đang ăn cái thứ 8. Cái thứ 8 đấy. Đang đều tốc độ. Chứ chú Hải cũng 8 cái rồi. Đúng rồi. Anh Hải nhấn đồng xíu rồi. Cái khúc xèo này. Anh Hải đang nhấn đồng xíu rồi. Trọng trước rồi. Cố lên em ơi. Trời ơi, ngồi nghe ô kiên lửa. Cố lên các bạn ơi. Cố lên. Hay quá Vũ ơi, hay quá Trọng ơi. Lên nghĩ ai thắng lên. Nghĩ ai sẽ chiến thắng. Trọng cố lên. Bạn gái cũ của Trọng nha bạn ơi. Bạn gái cũ của Trọng đã lên tiếng rồi các bạn ơi. Bò lứa rồi. Coi chút đó. Cố lên đẹp, cố lên. Đồ đã đai cũng cố lên đẹp. Đưa giúp. Thôi cố lên giúp chồng tái em. Cố lên. Nó quay mới chẹp. Cố lên. Cố lên. Có Vũ rồi. Còn một trái nữa thôi. Một trái nữa. Thứ hai nhanh. Cố lên các bạn ơi. Cố lên chút xíu đi. Một xíu nữa thôi này ơi. Không, quan trọng cái nuốt này. Nuốt không được. Nuốt chú Hải không nuốt không bèn không trẹo đâu. Nhà nhanh mà nuốt không được. Không gặm nhanh trong miệng cũng còn cũng vậy. Ủa còn trái qua đây, anh Hải chưa kịp. Anh Hải tiêu rồi. Đá siêu to khổng lồ cuối cùng nha các bạn.
ra đây hồi nãy anh bắp già sao á? Trời ơi, bắp già đâu, anh thấy bự quá, anh để lại. Rồi, cố lên em ơi. Nếu mà anh em ăn hết còn một lốc thì anh em mình chuyển qua cho độ nhai cùi luôn nha. Hả tiêu rồi hả? Nhanh anh hả? Nhai cùi luôn hả ơi. Cố lên, bữa trưa con hả đâu rồi? Bây giờ chú coi. Nú hết được không? Trào qua kiến lửa. Qua kiến lửa này bự bự rồi. Đâu toan là ông giáo ơi. Ông giáo toan thật rồi ông giáo ơi. Quay, mấy anh quá nguy hiểm. Cố lên. Bạn gái con Trọng lên tiếng thì Trọng không thể nào mà bỏ không được. Với lại ba đứa con đang ngồi cổ vũ xèo đây. Cố lên nào ơi. Đâu bự. Bự mà ngán. Ngán, bự mà ngán. Đem đi bự mà ngán. Bự ngán còn đây mà ốm dài. Cố lên Trọng ơi. Một, Trọng tay. Trọng tay vũ, giám sát. Tôi giám sát. Nuốt hết nghe mày tính nghe. Để tôi giám sát. Nuốt hết mày tính nghe. Phun là rớt, phun là lợi. Cố lên, cố lên. Công nghệ 3 hoạt động. 1, 2, 3 nhai. Nuốt, ai nuốt hết trước thắng. Lần. Xin kiểm tra sau. Đâu, trẹo xuống đâu. Rồi, nuốt hai miệng ra nghe. Rồi. Đâu, trẹo. Trẹo kiểm tra dữ trọng. Thế nào? Có bị lọt cái công nghệ 3 không? Không. Đây, chú Hải còn quá đâu. Còn chứ. Cũng có đâu. Sao nào, cảm giác sao nào? No không? No nhiều không? À, không no nhưng mà nó khô á. Mỏi quá. Để lâu nó khô lắm. Mỏi quá hàm. Nuốt quá hàm. Nó đèo, nó rác cổ. Mỏi là hai bường. Anh mỏi quá hai quá hàm không? Hồi nãy là bạn gái cũ của Trọng nghe, bây giờ đã có chồng ba đứa con rồi, vẫn ủng hộ Trọng, nó biết cỡ nào rồi. Hôm nay Trọng đã có một cái kỷ niệm chưa nghe các bạn ơi. Wow, quá tuyệt vời dành cho Trọng ăn. Vũ hôm nay có lấy lại cái phong độ, tốc độ ăn thần tốc nha, nuốt siêu nhanh. Còn Hải chắc cũng nhanh á, anh Hải em thấy cũng nhận nhanh như chớp á. Thua cái nuốt không? Anh Hà thua cái nuốt chứ bộ đàn anh cắn nhanh hơn tôi. Anh cắn. Quá. Cái nhiều mê. Cái nhiều mê. Do anh Hải nè, ăn cái cũ kia nó bự quá. Mà nó ngắn. Còn Trạm ăn cái cũ kia nó nhỏ mà nó dài. Dài. Ừ. Cho nên nó bị thua đấy thôi. Mà Trạm với này hên là có bạn gái cũ 3 năm về trước ủng hộ nữa. Hey. Ừ. Với lại ba đứa con đứng ba đứa con. 500k dành cho Trạm nha. 500k chắc Trạm phải tặng lại cho bạn gái cũ với ba đứa con nhỏ mua sữa uống. Ôi trời gió trẻ mưa vô. Trời gió. Trời gió mưa gió sao đi mấy bạn. Nó giỡn á. Nó không có cho đâu. Trẻ bây giờ cái giường người ta. Trời gió phi. Trời gió cởi ngựa lên mà. Cảm thấy bị cung nữa. Cảm ơn Hiển nha. Cảm ơn anh em. Anh em ơi, mình tưởng 500k dành cho tập đồ siêu nhanh của Vũ nha bạn ơi. Anh em mình xin tạm dừng clip tại đây nha. Cảm ơn em rất nhiều đã yêu quý ủng hộ anh em Sơn nhiều quay lắm nha. Bây giờ anh em mình tranh thủ anh em mình đi mò cua bắt cá, chài lưới, bắt vài cá để mà anh em mình làm món ẩm thực tiếp theo cho khán giả xem. Cái chủ đề này hình như là không còn cái món gì nữa để anh em mình quay nha. Nếu các bạn thích món gì thì anh em like bình luận ở dưới thì mình sẽ làm tiếp theo nha bạn ơi. Chào anh em nha. Chào anh em. Đi bắt cá.